kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, ngoài vấn đề thẩm mỹ, răng miệng còn là cửa ngõ chính và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, ngôn ngữ và phát âm, giao tiếp xã hội và giúp bạn tự tin. Vì vậy, khi mắc các bệnh về răng miệng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ để ý răng miệng do vấn đề thẩm mỹ mà chưa thật sự quan tâm đến tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của răng miệng với sức khỏe. Trong chương trình sức khỏe của bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh về răng miệng với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Đức Sơn, trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào biên tập viên Việt Anh và xin chào chương trình. Xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ lúc này, quý vị có thể gọi về số điện thoại 038-6262-999 để được bác sĩ Ngô Đức Sơn tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ, được khi đi vào trao đổi cùng bác sĩ trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin bệnh về răng miệng. Cũng như phần lớn người dân, nhất là ở nông thôn, chị Trần Thị Sâm, 31 tuổi, ở Lăng Thành, Yên Thành, bị sâu răng từ nhỏ, song không được điều trị. Gần một năm nay, chị đau nhiều hơn. Và đến khi không chịu nổi, thì chị mới đi khám. Khi đó, bác sĩ bệnh viện huyện cho chị biết, chị bị u nang, xương hàm do viêm răng biến chứng. Và chị phải chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh để phẫu thuật. Em bị đau răng cách đây một năm rồi chị ạ, nhưng mà em tưởng là bình thường vì thấy đau rồi em uống thuốc bình thường, nhưng mà sau đây biến chứng người ổ mần ra lại miệng cả, thì em đến bác sĩ khám, là bác sĩ ở đấy gọi là bảo là em bị khối u xương thì em bị phẫu thuật. Còn ông Mai Văn Nghị, 51 tuổi, ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, cũng được chuyển từ bệnh viện huyện vào khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do áp xe răng hàm. Ông cũng bị bệnh răng miệng từ rất lâu rồi, nhưng do thiếu hiểu biết, điều kiện kinh tế khó khăn nên không đi khám và điều trị ở bệnh viện mà tự dùng thuốc, chủ yếu là thuốc nam ở nhà. Đến khi quá nặng, áp xe răng hàm dẫn đến chảy mủ tự nhiên ngoài da. Lúc đó ông mới đi viện. Cách đây mấy tháng, 3 tháng là coi là cứ đau đi đau lại là vì nó không chịu được. Thử với ta thuốc nông thôn, người ta chừng thuốc cọ, theo như truyền thống cũng được. Càng thuốc cọ vô là da nó càng ngắt. Dưới lại cũng vậy, là thuốc cọ như hay được, càng thuốc cọ nó đừng ăn mất da đó. Những trường hợp bị bệnh răng miệng không được điều trị kịp thời dẫn đến biến chứng nguy hiểm như chị Sâm và ông Nghị rất phổ biến. Hầu hết người dân cho rằng đây là bệnh bình thường, không mấy ảnh hưởng đến sức khỏe, lao động hay sinh hoạt. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Nếu không được điều trị kịp thời, các bệnh về răng miệng sẽ biến chứng, ảnh hưởng đến các cơ quan khác trên cơ thể, gây khó chịu, đau đớn và khó điều trị. Thưa bác sĩ Ngô Đức Sơn ạ, có những bệnh răng miệng nào thường gặp ạ, và những nguyên nhân nào thì gây ra các bệnh ở răng miệng ạ? Vâng, thưa biên tập viên Việt Anh và quý vị khán giả, thì bệnh răng miệng là một cái bệnh phổ biến trên thế giới và Việt Nam ta cũng vậy. Thì cái tỷ lệ về cái bệnh răng miệng nó rất cao. Như ở Việt Nam thì tỷ lệ sâu răng chiếm tới 80%, còn tỷ lệ viêm lợi là chiếm trên 90%, với tỷ lệ răng lệch lạc là trên 80%. Thì như thế thì nó là một cái bệnh mà mang tính chất xã hội, và cái tỷ lệ người bệnh ở trong cộng đồng rất là cao. Nhưng mà cũng do cái sự hiểu biết về cái chuyên ngành về răng miệng nó còn hạn chế, cho nên như biên tập viên Việt Anh nhìn qua cái phòng thử đấy thì thấy được là ở những cái người ta có cái điều kiện kinh tế khó khăn hay là ở vùng sâu vùng xa thì cái sự hiểu biết của họ nó còn hạn chế, cho nên dẫn đến những cái hậu quả nó rất là nặng nề, và bệnh nhân phải đi vào các cái bệnh viện tuyến trên để điều trị. Thì một số các cái bệnh
về răng mặt mà thường gặp á, thì nhất là các cái bệnh về răng miệng. Thì bệnh về răng miệng mà phổ biến nhất bây giờ đó là bệnh sâu răng. Thì sâu răng á, như ở Việt Nam và cũng như một số nước trên thế giới là tỷ lệ sâu răng rất là cao, thường là trên 80%. Có các cái đợt thống kê và điều tra thì như thế. Về cái nguyên nhân của nó thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân cốt lõi nhất thì đấy là do vi khuẩn, tức là một cái loại vi khuẩn Streptococcus mutans, tức là nó ký sinh ở trong miệng và nó kết hợp với cái tinh bột và đường ở trong miệng và tạo thành cái axit và tác động lên trên men răng và lên ngà răng thì gây nên sâu răng. Thì còn bệnh thứ hai mà cái tỷ lệ cũng chiếm rất cao, trên 90%, thì đấy là một cái bệnh viêm lợi. Thì cái viêm lợi này á, nó là một cái giai đoạn đầu của cái viêm quanh răng. Thì cái viêm lợi này nhiều lúc á, đại đa số là cộng đồng ít để ý, bởi vì nó giai đoạn đầu nó ít có các cái biểu hiện nó rầm rộ. Thế nhưng mà nó tiền triển của nó đấy chính là cái bệnh dẫn đến cái bệnh viêm quanh răng về sau này. Rồi cái bệnh thứ ba đó là cái bệnh viêm quanh răng. Thì cái viêm quanh răng là một cái bệnh nó do rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể là do đại đường, do vệ sinh răng miệng kém, rồi là do các cái thói quen như là hút thuốc hay là ăn trâu thì cũng dễ dẫn đến các cái bệnh về viêm quanh răng. Mà một cái nguy cơ của viêm quanh răng lớn nhất á, tức là gây mất răng. Rồi để một cái bệnh mà thường gặp nữa, thứ tư, thì đó là bệnh hôi miệng. Thì hôi miệng là một cái phiền toái nhất cho người bệnh. Mà nhiều lúc á, thì khi mà bệnh nó trầm trọng rồi á, thì lúc đó là bệnh nhân mới chú ý và mới đi khám. Thì thực tế nó là một cái sự phân hủy của các cái chất dễ bốc hơi có lưu huỳnh ở trong miệng, và nó kết hợp với các cái sạc của vi khuẩn rồi các cái tế bào bong tróc của niêm mạc để tạo thành các cái hợp chất dễ bay hơi và gây nên những cái mùi rất là khó chịu. Thì đến cái bệnh thứ năm, tức là đó là một cái bệnh khô miệng. Thì khô miệng là cái bệnh liên quan đến cái tuyến nước bọt, bởi vì ở cái cơ thể con người á, có 4 tuyến nước bọt chính và các hàng ngàn các cái tuyến nước bọt phụ. Thế nhưng mà các cái tuyến nước bọt này á, vì một cái lý do nào đó có thể là dùng các cái thuốc kháng histamin hay là các cái thuốc về trầm cảm hay là các cái thuốc về cao huyết áp thì cũng gây nên những cái bệnh như thế này. Rồi những cái bệnh về nấm lưỡi, rồi những cái bệnh về lệch lạc răng. Lệch lạc răng không phải là bệnh, thế nhưng mà nó là một cái mà nhờ ở những cái nước phát triển thì người ta rất chú ý, nhưng mà ở những cái nước đang phát triển và những cái nước nghèo thì ít để ý và gây mất cái tự tin cho người bệnh. Và một cái bệnh nữa mà thường gặp đó là một cái bệnh ung thư vùng miệng, là một cái bệnh mà cho đến những cái thời những cái năm sau này á, thì cái tỷ lệ của cái bệnh này cũng rất là cao và cũng rất là thường gặp. Cho nên những cái căn bệnh đó và những cái nguyên nhân đó thì qua cái chương trình này thì tôi muốn gửi đến các khán giả xem truyền hình và những người quan tâm nhiều đến bệnh răng miệng, thì đó cũng là những cái thông tin rất là bổ ích. Vâng ạ, xin được cảm ơn các thông tin của bác sĩ Ngô Đức Sơn ạ. Vâng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề bệnh về răng miệng của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Quý vị hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để được bác sĩ tư vấn. Và trong mục trả lời câu hỏi của khán thính giả hôm nay, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được qua email và đường bưu điện như sau ạ. Chào bác sĩ, xin bác sĩ cho em hỏi. Em phát hiện trong căm dưới sau chân răng cửa, ngay dưới chân lời của em nổi lên 2 cục hạch. Cách đây 1 năm thì em thấy nó nhỏ bằng hạt đầu con, nhưng giờ thì nó lớn bằng 2 hạt đầu phồng, nhìn như 2 cục tật.
nhưng em không thấy đau. Em ngại đi khám vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện. Xin bác sĩ cho em hỏi liệu có khả năng là em bị ung thư ở răng không ạ? Câu hỏi này là của bạn Đinh tới Con Cuông, Nghệ An ạ. Vâng. Xin mời bác sĩ Ngô Đức Sơn tư vấn ạ. À. Xin chào bạn Đinh tới. Thì qua cái từ giới thiệu về cái bệnh lý của bạn và cái bạn phân vân nhất thì đấy là cái phần mặt dưới sau trống của răng cửa là có hai cái khối u, mà bạn quan điểm đó là hai cục hạch và nó có lớn nhưng mà không gây đau đớn. Thì thực tế những cái mà bạn giới thiệu ở đó thì đứng về một cái bác sĩ chuyên ngành thì cũng đang rất phân vân ở cái sự mô tả của bạn, bởi vì những cái tất cả những cái tổ chức viêm nhiễm thì tất nhiên có các cái hệ thống bạch huyết tương xứng, nó sẽ có cái phản ứng, nhưng mà ở cái vị trí đó, ở ngay mặt trong dưới chân răng khoảng 1 mm thì không có cái hệ thống hạch ở đó. Và cái đó theo tôi nghĩ thì có thể đó là một cái biểu lợi hoặc là một cái u xương. Thì để biết được chắc chắn thì đề nghị bạn có thể đến cái bệnh viện huyện Con Cuông có khoa răng hàm mặt để bác sĩ khám và tư vấn cho bạn. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Đức Sơn ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, cháu 22 tuổi, răng khôn bị mọc lệch, hiện tại thì không sưng hay là đau nhức gì. Cháu đi khám ở bệnh viện huyện thì bảo là nhổ càng sớm càng tốt, rồi là bảo xuống bệnh viện tỉnh nhổ. Nhưng xuống đến bác sĩ khám và xem phim X quang bảo thì lại không cần phải nhổ. Hiện tại thì cháu đã về nhà, nhưng mà cháu vẫn đang rất lo lắng ạ. Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên ạ. Câu hỏi này là của bạn Vân Kiều ở Dẫn Châu, Nghệ An. Vâng. Xin chào bạn Vân Kiều. Thì cái câu hỏi của bạn á về cái răng số 8 của cháu bị mọc lệch, và năm nay bạn là 22 tuổi. Thì cái răng số 8 nó mọc trong khoảng thời gian từ 18 đến 30 tuổi của một người bình thường. Thì bạn bây giờ là 22 tuổi. Bạn đã đến khám ở bệnh viện Diễn Châu và người ta chẩn đoán bạn là răng số 8 mọc lệch, cần phải nhổ. Nhưng khi bạn vào đến bệnh viện tỉnh thì người ta lại khuyên bạn là không cần nhổ. Bởi vì những cái thông tin của bạn nếu nó chưa đầy đủ, một cái răng số 8 mọc lệch như thế thì nó có lệch theo 4 hướng, lệch gần, lệch xa, lệch trong, lệch ngoài. Và cái mức độ lệch, chẳng hạn như cháu bảo là lệch bao nhiêu độ, khoảng độ 15 độ, 45 độ hay là 90 độ, thì lúc đó sẽ có những cái hướng dẫn cho cháu được chính xác hơn. Thế nhưng mà cháu đã vào đến bệnh viện tỉnh và bệnh viện tỉnh đã khám và xem phim của cháu là bảo không cần phẫu thuật, thì như thế chứng tỏ bác sĩ người ta cũng đã khẳng định được rằng tức là cái độ lệch đó không ảnh hưởng đến cái răng bên cạnh, không ảnh hưởng đến các tổ chức bên cạnh. Người ta khuyên cả cháu là không nên nhổ, cho nên cháu cũng không có gì phải lo lắng cả. Nói chung là yên tâm. Vâng, là chúng tôi đang. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, cháu trai 4 tuổi không được bú sữa mẹ nên là bú bằng sữa bột. Hiện giờ thì không uống nữa nhưng mà cháu hư mất hàm răng trên. Nay muốn cháu bọc răng lại có được không? Cháu con nhỏ thì có cho nên làm răng sữa hay không, hay là phải chờ răng mọc, vì là do con gốc răng thì sữa không mọc được cái răng nữa. Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Câu hỏi này là của chị Võ Lan ở Hương Nhau chồng con ạ. Chị Võ Lan thân mến, tức là đối với con của chị mà 4 tuổi này, 4 tuổi và trước đấy là chủ yếu bú bằng bình, bú bằng sữa ngoài, thì đó cũng là một cái nguyên nhân gây sâu răng.
Thế nhưng mà với cái trẻ 4 tuổi thì gia đình cứ yên tâm ở cái chỗ là cái, gia đình cứ yên tâm, tức là tất cả những cái răng của cái trẻ 4 tuổi đó, tổng số 20 răng trên cái hàm của cháu bé, thì toàn bộ những cái răng đó nó sẽ được thay dần theo thời gian. Và cụ thể thì đến khi cháu được 6 và trên 6 tuổi thì bắt đầu cả cái hệ thống vết răng sữa đó nó sẽ được thay thế dần. Cho nên chị cũng không phải phân vân gì và cũng không phải suy nghĩ gì về cái vấn đề là làm chụp răng cho cháu loại gì cũng không cần thiết, bởi vì tất cả những cái răng sữa đó đều được thay khi cháu đến tuổi. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Trong lúc chúng ta đang trao đổi thì kỹ thuật viên của chúng tôi đã kết nối được với quý vị khán thính giả đầu tiên gọi về chương trình, đó là chị Hương, 29 tuổi ở huyện Nam Đàn, Nghệ An ạ. Xin chào chị Hương ạ. Dạ. Vâng. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ Ngô Đức Sơn tư vấn ạ. Dạ. Dạ, em xin được hỏi bác sĩ là em 29, năm nay 29 tuổi, thì cũng đã có hai đứa con rồi ấy. Nhưng mà cái hiện tượng tình trạng của răng em bị là cùng lâu rồi, là răng thường hay bị cày lời, đánh răng cái cày nó răng ấy. Thế nên là thần có cháu bỏ tay vào thử lấy cái răng ấy, thật sự lúng lấy ở miệng dưới hàm dưới. Dạ. Em thường hay đi lấy cáo răng, thì người ta bảo là giờ có số mà bác sĩ lấy cáo răng ở tiền tư nhân ấy, thì họ cho em thuộc về bối nhưng mà cùng nó được. Thì em muốn hỏi bác sĩ cách tiêu trì và chữa như thế nào? Vâng. Cũng có kem khéo bị hối miệng nữa. Vâng. Tức là những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu mà em nêu lên á, thì đứng về cảm quan những cái triệu chứng mà em lên đến đó thì bác sĩ nghĩ đến là em bị bệnh viêm quanh răng. Thì cái bệnh viêm quanh răng này á thì nó tiến triển theo từng thời kỳ. Có những cái thời kỳ nó tiến triển có thể nó bị viêm, đau, răng lung lay và có cảm giác các cái răng nó dài ra. Thì còn thỉnh thoảng em vẫn để đi lấy cáo răng định kỳ. Thì cái đó là cũng là một cái tiêu chí rất là tốt để bảo vệ cái răng của cho những cái bệnh nhân bị viêm quanh răng. Thì nhưng viêm quanh răng này á thì nó có nhiều cái cách điều trị và tùy từng cái mức độ khác nhau, tùy từng cái mức độ khác nhau. Cho còn lại em nên đến khám ở một cái cơ sở y tế có bác sĩ về chuyên ngành răng hàm mặt, người ta sẽ khám, tư vấn và điều trị cho em. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng mà em mà muốn hỏi thêm là cái bệnh này ấy, nó mà kéo dài rồi thì thường là nó có bị rung răng sớm mà bác sĩ? Tức là cái bệnh viêm quanh răng này ấy, là một trong những nguyên nhân gây mất răng sớm. Cho nên em cần phải có cái kế hoạch sắp xếp công việc để được đi khám, tư vấn và điều trị sớm. Chị Hương nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, hy vọng là chị sắp xếp được kế hoạch để là đến trung tâm y tế một cách kịp thời ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với khán giả Thanh, 36 tuổi, ở Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An ạ. Xin chào anh Thanh ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, chào anh. Xin mời anh hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ Ngô Đức Sơn tư vấn ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào bác sĩ, được nghe đây. Bác sĩ nghe đây. Vâng, xin hỏi bác sĩ là em có cái bệnh về răng miệng, nhưng mà mấy lần thì em cũng đi khám rồi nhưng mà xử lý thì cũng chưa được hiệu quả lắm. Bởi vì em có một cái tức là thỉnh thoảng có những cái răng mà ở cái lời răng nó dưới cái cắn răng nó có những cái xuất hiện những cái rãnh dưới cắn nó ăn khuyệt vào. Và thỉnh thoảng em ăn mà khi mình xỉa răng ấy bác sĩ là mình thấy ấy buột đỏ. Nhưng mà sau khoảng ít ngày là nó lại mất. Là xin hỏi bác sĩ là đó có phải là xấu hay là do cái phát triển của răng bình thường là như thế nào, thì cách chữa thì mình có thể chữa được cái hiện tượng này không? Xin bác sĩ cho em biết. Nên là em năm nay bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36 tuổi.
mà bị đứt ở cái chỗ tiếp giáp giữa lợi và răng hả? Dạ đúng đấy. Vâng. Thì qua cái mô tả của em đó, vâng, thì tôi nghĩ đến là em bị một cái bệnh tức là tiêu cổ răng. À. À, cái bệnh tiêu cổ răng này á, thì nó cứ bị tiêu ở cái chỗ tiếp giáp giữa thân răng và chân răng, giữa cái chỗ sạt lợi á. Vâng. À vâng. Và cái bệnh này, cái giai đoạn đầu á thì không có biểu hiện gì, nhưng mà sau đó thì có cái dấu hiệu ế buột. Vâng, đúng. Nhất là khi ăn uống, rồi khi đánh răng. Dạ, dạ. Rồi dần dần nó sẽ chẳng hạn như là uống nóng lạnh, rồi ăn nóng lạnh, rồi gió vào, nó cũng sẽ gây cái ế buột và khó chịu cho em. Dạ đúng ạ. Thì cái bệnh này á, thì thứ nhất đừng về nhà chuyên môn khuyên em á, thứ nhất là phải thay đổi cái thói quen về đánh răng. Thường dạ, đại đa số dễ mắc ở những cái người đánh răng mà dùng bàn chải, cứ đánh ngang từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, rồi ít theo cái đúng cái kỹ thuật đó, tức là trên xuống dưới lên. Vâng. À, đó là đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Chứ còn lại những cái nguyên nhân khác thì bây giờ đứng về khoa học người ta vẫn chưa nghiên cứu được vì tại sao nó lại bị tiêu cái cổ răng như thế, nhưng mà nó thường hay gặp ở những cái nước phát triển. Vâng. Còn đối với Việt Nam ta thì bây giờ điều kiện kinh tế nó cũng được cải thiện nhiều, cho nên tỷ lệ bệnh nhân mắc cái bệnh này chúng tôi gặp cũng rất nhiều. Cho nên em bị cái này á, em bị bệnh này á, thì em cũng nên đến cái chỗ trung tâm y tế có bác sĩ răng hàm mặt, người ta sẽ xử lý cho em, bởi vì có rất nhiều cách xử lý về cái tiêu cổ răng này. Yeah. Vâng, em cứ yên tâm. Em xin hỏi thêm bác sĩ một ý nữa là có nghĩa là ở em để cứ liên cùng ở trong tỉnh đấy mà tức là các cái sinh hoạt về cái bệnh điều trị thì em đều là xuống thành phố Vĩnh Gia, nhưng mà ở em muốn biết bác sĩ có thể cho em biết cái trung tâm khám chữa bệnh về răng miệng là cái chỗ nào mà có thể uy tín mà hiệu quả nhất không ạ? Bác có thể cho em một lời khuyên là có thể đến cái tất nhiên bệnh viện xin trao đổi với em như này. Dạ, dạ. Ở trên cái địa bàn thành phố Vĩnh này, dạ, theo thống kê thì có khoảng là trên dưới 100 phòng nha khoa chính thức và không chính thức. Dạ. Thậm chí có những cái bệnh viện chuyên ngành về nha khoa. Nhưng mà bởi vì em là ở huyện, cho nên ở xuống ở dưới này á, thì nhiều lúc là bây giờ thì anh bảo là cái phòng mạch nào là tốt nhất, phòng mạch nào là thứ hai, phòng mạch nào là thứ ba, thì anh không thể nói được với em. Và anh khuyên em, nếu em đã có điều kiện xuống Vĩnh này, thì em cứ vào khoa răng hàm mặt của Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để được khám và tư vấn và điều trị cho em. Vâng. Dạ, em xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với anh Đức ở Diễn Châu, Nghệ An ạ, liên lạc với chương trình ạ. Xin chào anh Đức ạ. Dạ, chào chị ạ. Vâng, chào anh. Xin mời anh hãy nêu câu hỏi để được bác sĩ Ngô Đức Sơn tư vấn ạ. Chị ơi, chào chị, chào bác sĩ ạ. Vâng. Em xin hỏi câu hỏi là em bị mẻ răng nhưng không đau, và cũng bị cao răng ở đằng trước cái răng ấy, và sau cũng thỉnh thoảng em hay bị viêm ở chỗ miệng ấy, thì em đi khám ở bệnh viện Phù Diễn Yên Lý Diễn Châu Nghệ An ấy, thì họ biểu là bệnh cho viêm quanh viêm niêm mạc miệng do virus, thì bệnh này nó cứ cái viêm niêm mạc ấy nó cứ hay tái phát ấy, theo bác sĩ có nên uống thuốc hay là phẫu thuật gì không? Vâng, xin chào bạn. Dạ. Những cái thông tin của bạn về cái bệnh của bạn á, thì riêng về cái vấn đề về cái bạn có cái răng bị mẻ nhưng mà không có cái dấu hiệu gì về ế buột
hoặc là đau đớn gì cả thì chứng tỏ thì cái răng mà bị mẻ đó chứng tỏ nó cũng không lớn và cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của bạn. Thì đối với những cái trường hợp đó thì không có vấn đề gì mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ và không ảnh hưởng đến chức năng, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn, thì có thể vì điều kiện ở xa thì có thể là bạn chưa đến gấp cả cái cơ sở và cả cái trung tâm y tế để điều trị thì cũng chưa có vấn đề gì. Thế nhưng mà một cái vấn đề thứ hai là vấn đề bạn quan tâm, thì đó là thỉnh thoảng ở trong miệng của bạn là xuất hiện các cái vết loét, vết chợt gây đau. Vâng. Miệng với lưỡi nữa mắng ạ. Miệng lưỡi thì chúng tôi tư vấn với bạn là như thế này. Thực tế một cái bệnh về viêm loét niêm mạc miệng nó có rất nhiều nguyên nhân. Ở phụ nữ thì nó khác, nhưng mà ở nam giới thì nó lại khác. Nhưng mà nam giới thường hay gặp ở những cái người thứ nhất là có các cái thói quen là hay hút thuốc, hay uống rượu. Còn lại một số các cái bệnh lý nữa, tức là những cái viêm miệng herpes, là một cái viêm miệng do virus. Thì bảo với bạn thì tư vấn với bạn là thế này. Những cái về ấy thì nó thường thường là nó tái diễn khi cơ thể của bạn có những cái stress, có những cái thay đổi về tinh thần, rồi về sức khỏe, rồi về lao động, về công việc, về môi trường thì cũng có thể là dễ tái phát. Thì trước mắt á, nếu bạn chưa đi đến các cái trung tâm y tế để được các cái bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn cho bạn và điều trị cho bạn á, thì bạn hãy dùng những cái biện pháp rất đơn giản, tức là dùng các cái nước súc miệng sát khuẩn, rồi dùng các cái loại kem, chẳng hạn như Camitat chẳng hạn, những cái loại kem nó chứa các cái chất vừa làm sạch niêm mạc để vừa giảm đau. Còn khi có điều kiện thì bạn nên vào đến một cái trung tâm y tế có bác sĩ răng hàm mặt sẽ khám và tư vấn điều trị cho bạn. Em khám ở bệnh viện Đa khoa Phú Diễn rồi, họ bảo là bệnh do virus bác ạ. Alo. Vâng, tôi đang nghe đây. Vâng. Thế nếu mà ở Đa khoa Phú Diễn xác định đó là một cái bệnh viêm niêm mạc do virus, thì nếu mà do virus á, thì bây giờ ta có những cái loại thuốc kháng virus. Thế nhưng mà cũng phải thật cân nhắc khi sử dụng các cái thuốc kháng virus trong một cái bệnh viêm niêm mạc mà chưa được rõ ràng. Cho nên nếu cháu có điều kiện cũng phải nên đến một cái cơ sở nó chuyên ngành sâu hơn. Như vậy là anh Đức là nên đến các cái cơ sở y tế để được khám và tư vấn một cách chính xác ạ. Cho em hỏi thêm một câu hỏi. Vâng, câu hỏi đi. Em trong cái họng ấy nó nổi nhiều cái cục đỏ, hình như viêm họng hay sao ấy, nó cứ nổi từng cục đỏ vậy. Mà trời mà mùa lạnh thì lại cứ hay ho với, hay bị sụp mũi hay gì vậy đó. Em sao sẵn rồi. Tức là câu này là bạn hỏi thêm về lĩnh vực tai mũi họng. Cái lĩnh vực tai mũi họng này thì hôm nay là chúng tôi tư vấn về cái lĩnh vực về răng hàm mặt, chủ yếu là về các cái bệnh về răng miệng. Cho còn về các cái lĩnh vực về tai mũi họng thì các đồng chí thì mong bạn cùng đến gặp cái bác sĩ tai mũi họng để người ta tư vấn. Vâng ạ. Anh Đức có thể đến với bác sĩ tai mũi họng để được tư vấn về cái vấn đề mà anh đang quan tâm ạ. Có rất nhiều quý vị khán thính giả gọi đến với chương trình và những câu hỏi thì chúng tôi đã không kịp trả lời vì đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Xin cảm ơn bác sĩ Ngô Đức Sơn, trưởng khoa răng hàm mặt Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Vâng.
Xin quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn hoặc nghe lại chương trình này trên trang web radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bản tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn chủ đề bệnh về mắt. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntv@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999 vào tất cả các ngày trong tuần. Xin cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.